Rồi, chào sẹo chào mờ. Hai đứa có làm ăn gì thì làm ăn đi. Bây giờ làm ăn gì làm ăn đi. À. Thả giống, hôm nay thả giống sẹo với lại mờ. Ra là phải đi vệ sinh đã. Đây là sẹo. Hôm nay là sẹo tiếp đón mờ. Sợ đón mờ. À. Đây, mở đây. Đấy, anh cọc luôn ở chỗ đấy là vừa. Cọc thấp dây rồi. Hôm nay lại có cả con lòi nó ra đây, nó cổ vũ này. Ừ. Có vẻ hôm nay nhạt mùi sao ấy? Chắc là nhạt mùi. Kệ. Chén hết. Không quan tâm gì mà lắm. Đây là con mờ. Có vẻ là hôm nay nhạt mùi. Sẹo có làm gì không? Không thì cho nó vào. Ừ, ra bạn gái đang chờ kìa. Có vẻ bạn gái nhạt mùi rồi. Không có ham hố gì mấy. Hôm qua là thả rồi. Nghe thế à lắm. Hôm qua là phối sáng à? Hay chiều? Sáng, sáng, đều sáng. Quên anh không quay về nhà. Quá. Ra đây. Thôi kệ nó thôi. Nó ham hố thì nó ra, mà nó chả ham hố thì thôi. Mình cứ chơi, mình cứ không quan tâm gì nữa, nó kệ chúng nó thì nó sẽ tự chúng nó chơi với nhau. Kệ chúng nó thôi. Mình không quan quan không quan tâm với nó. Ra ngồi uống nước. Anh ấy cái nước anh cho cơ. Đây là, hôm nay là cái này có vẻ như là hôm nay có vẻ như là cái không thích đực nữa rồi. Hôm nay là đực thì thích chơi với chủ hơn là chơi với cái rồi. Đực thích ra đây để gạ chủ chơi rồi, nhưng chủ không chơi. Chủ không chơi thì nó lại ra, nó lại gạ cái chơi. Ừ. Nhìn con mờ to chưa? Ừ. Để xem ra ông gạ gẫm kiểu gì. Xem là gạ gẫm kiểu gì. Có gạ được không? À, giống cọc này thì nó chịu được cũng lâu. Mình thấy có con nó chịu được đến cả chục ngày. Rồi, rồi ra chơi với bạn gái đi. Không có ra đây. Bạn gái đang ngồi một mình nhỉ. Ừ, đúng rồi. Ra đây chơi với nhau. Không ra đây làm gì cả. Quan tâm gì ở chỗ này. Chạy vào trong nhà hả? Cái cũng không rít gọi được. cái không rít gọi được, không ấy giờ. Được ra mà hẩy thì vẫn đứng lên nhưng mà không rít gọi, không kêu gọi. Không ham hố. Sẹo lại ra quan tâm đến cho con. Thì... cái không rít gọi. Chứ tầm này là tầm đang bụng rỗng này. Chưa đến giờ ăn là đang tầm bụng rỗng là dễ tiến hành. Để mẹ cái con cái rốt của anh ở bụng nó kinh quá. Bụng to hả? Mày như thế nào? Con này nếu mà không thèm phối nữa thì là sẽ cho con kia ra. Bác Hà là nếu mà nó ăn... À không,
Nếu bác Hà cả con vẹn ấy thì vô khi là ăn tạm được đấy. Nó thực ra con cái mà nó mà đẻ rồi sẽ chịu được sớm. Nó chịu được sớm thôi chứ còn gì. Con ý thì kể cả thả đằng trước. Xéo ra chơi với bạn đi, bạn đang ngồi kìa. Ra đây làm gì? Con mờ nó đang ngồi, nó đang chờ kìa. Ờ, ra chơi với nó đi. Để đánh dấu khắp mọi chỗ. Không cần thiết đâu. Không đoái hoài gì đến gái nữa là. Đấy, khi mà cái con đực, khi mà con đực mà nó tầm 2 tuổi trở ra ấy, mà những mẹ cái con gà kìa. Khi mà con đực nó được tầm 2 tuổi trở ra ấy, khi con cho đực nó tầm 2 tuổi trở ra thì nó chắc không thiết rồi chú ạ. Cho nó vào đi. Cho vào thôi. Chứ nó chén nó còn mùi thì nó gì ngay. Nó bám riết ngay. Nó bám riết ngay. Dắt quả con mờ vào luôn. Ok. Cho con mờ vào bên trong. Vào trong chuồng đi. Thôi, vào chuồng được rồi. Ok. Rồi, đi vào đi. Vào trong, vào trong, vào trong. Hết giờ chơi rồi, đi vào. Đến giờ vào đi. Đi vào. Chốc nữa mới ra cơ. Kiểu bọn này nó thế. Bọn con trang. Đi vào. Vào chuồng đi. Vào. Thôi được rồi, vào chuồng. Đi vào. Đi vào. Còn muốn là đi chơi. Đi vào. Bế, tốt nhất là anh bế đi. Bế sốc nách đi. Thế còn... Thôi không nhỏ làm gì, hôm nào lấy cái lược kia rồi trái xòe phát đây. Cái nào nó rụng nó nhanh vác. Vác ngực. Thế này cẩn thận lại vấp lại đau chân. Đi vào. Đây là khi con chó nó quấn chủ cho nó ra là nó chưa muốn vào ngay mà nó muốn ở lại đây chơi tí nữa. Chứ còn nếu mà như bình thường mà không sang ấy, mình mà không sang thì bảo vào vào luôn. Và cái con chó đực, khi mà cái con chó đực nó trưởng thành ấy, nó trên 2 tuổi thì con cái nó phải đến ngày phối nó mới phối, chứ nó cũng không theo cái kiểu nó là phối linh tinh đâu. Đấy, như con cái này là thả giống 2 lần rồi, là đến hôm nay là nó nhạt mùi rồi, nó không phối nữa.